Chưa hết 2023, Vbiz đã đặt lịch ăn cưới giản mỹ nhân đình đám. Minh Tú vừa cầu hôn thành công là Hòa Minzy học tiếng Đức còn quẩy đám cưới. Diễm My 9X cuối năm lên xe hoa, mời khách qua mạng nhưng được khen hết lời. Chị đẹp Thanh Vân Hugo đang thi hát vẫn tranh thủ lên lịch cưới. Lưu giữ lại tất cả những khoảnh khắc tuyệt đẹp này cùng với ba mẹ. Nam em chốt đơn lên xe hoa vào đầu năm sau, đám cưới giữa tháng 1 nhưng thông báo trước tận 2 tháng cho mọi người đỡ bỡ ngỡ. Dàn mỹ nhân Vbiz cuối năm nay như chạy KPI lấy chồng, khi liên tiếp hết người cầu hôn đến phát thiệp mừng và thông báo tổ chức đám cưới. Chẳng thế mà khoảng từ cuối năm nay đến sang 2024, cư dân mạng cần chuẩn bị thật kỹ để còn ăn cưới online. Gần nhất có thể kể đến Minh Tú, nữ siêu mẫu hứa đi hứa lại bao lần sẽ cưới chồng nhưng mãi đến nay mới thật sự thấy tin vui. Còn nhớ đợt Thùy Tiên tham gia Miss Grand 2021, nàng hậu được Minh Tú hứa nếu cô giành được vương miện thì sẽ lấy chồng. Nhưng Thùy Tiên có crown rồi, cũng kết thúc nhiệm kỳ rồi mà mãi Minh Tú chưa chịu thực hiện lời hứa. Và phải chờ đến cuối tháng 11 năm nay, Minh Tú mới chính thức thông báo về màn cầu hôn thành công của cô dành cho bạn trai người ngoại quốc. Trên trang cá nhân, Minh Tú chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc này, khiến dân mạng được fan chúc mừng còn các nghệ sĩ Việt thân thiết với cô cũng dục dịch chuẩn bị ăn cưới. Nhiệt tình nhất có lẽ là Hòa Minzy, vì chưa gì cô nàng đã tuyên bố sẽ đi học tiếng Đức để tiện quẩy ở đám cưới của Minh Tú. Một số dự đoán cho rằng, khả năng năm sau, Minh Tú sẽ chính thức lên xe hoa. Trước Minh Tú, nữ diễn viên Diễm My 9X cũng chia sẻ hình ảnh thiệp cưới, cho biết cô và chồng tương lai sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 21 tháng 12 tại một khách sạn sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh. Diễm My 9X đã sớm phát thiệp mời, nhưng với những người chưa thể gửi thiệp, cô mời qua mạng xã hội với lời văn khéo léo, khiến ai cũng tấm tắc khen. Được biết, cả hai đã dành gần một năm để chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình. Trước thềm lễ cưới, nữ diễn viên cũng gây chú ý bằng một bộ ảnh cưới đầy lãng mạn được chụp ở Melbourne, Australia, nơi cô gặp chồng lần đầu. Diễm My 9X và ông xã gặp gỡ lần đầu vào năm 2016, đến nay đã 7 năm và từng trải qua giai đoạn yêu xa. Trong khi đó, nam em thời gian gần đây cũng dục dịch thông báo việc cô sắp kết hôn. Người đẹp sinh năm 1996 chia sẻ tấm hình kèm lời nhắn 21 cháp ăn hỏi, ai muốn bưng mâm nào, tay đầu. Ngoài ra, trên mạng xã hội, nam em cũng từng úp mở về việc sẽ làm đám cưới vào đầu năm 2024. Một tấm hình được chia sẻ trên story của nam em, ghi dòng chữ lễ đính hôn với mốc thời gian là 14 tháng 1 năm 2024. Mặc dù thông báo hơi sớm, song nhiều người vẫn rất tò mò về chồng tương lai của nam em. Không rầm rộ như dàn mỹ nhân trẻ tuổi kể trên, Thanh Vân Hugo cũng lên xe hoa, nhưng có vẻ cô sẽ làm một đám cưới kín tiếng tại Phú Quốc. Nữ nghệ sĩ cho biết, khi con gái gần 2 tuổi cô sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm 2023. Song kế hoạch thay đổi và ngày cưới được dời lại vào ngày 6 tháng 1 năm 2024. Trên thiệp mời, Thanh Vân Hugo gửi lời nhắn nhủ đến quan khách, thật vui vì được gặp và đón tiếp bạn trong một dịp đặc biệt như đám cưới của chúng tôi. Chúng tôi muốn gửi đến bạn những lời cảm ơn sâu sắc nhất và để bạn biết chúng tôi rất hạnh phúc khi thấy bạn ở đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự hiện diện cùng những lời chúc tốt đẹp mà bạn dành cho chúng tôi. Được biết, MC Hoàng Anh là sao Việt đầu tiên xác nhận sẽ dự đám cưới.